Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng chia sẻ với mọi người món thịt hầm tỏi nhé. Đây, tỏi. Cái món này thì nó vừa mới được ra đời xong nhé. Thì đây là cái nguyên liệu để mình làm cái món thịt hầm này. Ở đây mình mua nửa cân thịt nhé. Thịt ba chỉ. Đây là tỏi này. Tỏi này thì tí hầm thì mình sẽ cho sau nhé, bởi vì cái tỏi này nó nhanh nhừ lắm. Đây là hành tím này, gừng này, xả này, một ít sa tế, ớt, ngũ vị hương, với lại nước màu nhé, với lại mắm muối bột ngọt, mình dùng gia vị thông thường thôi. Thì mình đã làm sạch rồi nhé, đã cạo lông và làm sạch rồi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi ướp cái thịt này nhé. Này mình để ướp trong nửa tiếng nhé. Cái thịt của mình ướp đã được rồi nhé mọi người. Bây giờ mình đem đi hầm được rồi nhé. Cái nồi thịt hầm của mình đã được rồi nhé mọi người. Nước cạn rồi này, sệt lại được rồi. Thịt đã rất mềm rồi nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt nó ra nha. Cái món của thịt của mình đã xong rồi nhé mọi người. Mình đã sắp ra dĩa rồi nhá. Này, nhìn hấp dẫn không? Cực thơm luôn nhá. Thịt đã mềm lắm rồi. Này, mọi người nhìn miếng thịt này, rất là mềm nhá. Nhìn ngon không? Thơm lắm, thơm tuyệt vời luôn. Ăn thử một miếng nhá. Trời, nhìn không cơ mà nuốt nước bọt ực luôn này. Rồi mọi người nhá.
thịt rất mềm và thơm, ngon lắm. Ăn một miếng tỏi. Ngon tuyệt vời luôn. Thịt này mình chỉ cần sắn thôi là nó ra rồi nè. Rồi. Món ăn của mình đã xong rồi nha, hoàn thành nhiệm vụ. Chào mọi người nha, hẹn mọi người ở clip sau.